về lời xin thứ sai của rượu ở bên Trung Quốc. Ok, tôi sẽ đọc cái bài viết này. Lời là giới bị bệnh trần. Theo giới thiệu của hãng, Ti Hoa Sinh đã phát minh ra một công nghệ ủ lại rượu cũ được cung cấp bằng sáng chế, tạo ra một hệ thống quy trình điều chỉnh thành phần để giảm hạn tăng ích và có được cốt rượu quý. The Line is Monster. According to the company introduction, Diogen has invented patent technology to reformat our wine. Resetting process. System action. Invert to reduce harm and increase benefit and often precious Brian White. Hương vị độc đáo của nó giúp tăng cường nhận thức vị giác và khứu giác, đạt được sự nâng cấp toàn diện với cả hương vị, độ hương độ tương phản hương vị trước và sau khi ủ lại là rất rõ rệt. It is unique flavor enhances and smell perception, achieving a comprehensive upgrade. Both flavor and taste, the flavor contrast before and after pre-braining is very pronounced. Lý do lớn nhất khiến Diogen luôn có giá cao ngất ngưỡng là do tác dụng chữa bệnh của nó. The biggest reason why Diogen always has a skin to call it a medicine effect. Cô tên này cũng tìm ra được hai nhà khoa học nổi tiếng là giáo sư người Mỹ Frederick Murat và giải Nobel y học năm 1998, được mệnh danh là cha đẻ của Viagra. Và thực sĩ Adrian Moser, người Israel, đã giải Nobel hóa năm 2013 để phối hợp nghiên cứu tác dụng của các thành phần trong rượu đối với cơ thể, sau đó tối ưu hóa quy trình sản xuất rượu để giảm hạn tăng ích. The company is also found to famous scientist American professor Frederick Murat, winner of the Nobel Prize in Medicine in Medicine in Training out of 1998, known as the father of Viagra and Israel, Ariel Wasser, winner the Nobel Prize in Chemistry in 2013 to coordinate research to the effect of white ingredient on the body, then obtain the white product process to reduce harm and increase benefit. Okay, see you.